Ngay sau khi tuần ngoại LCK mùa xuân hạ màn vào đêm qua, ban tổ chức thông báo tất cả các trận đấu tại tuần 8 sẽ được truyền phát trực tiếp nhưng vẫn không mở cửa tại LOL Park để đón khán giả. Trước đó, cuộc đối đầu UDK và Dragonex đã tạo tiền lệ xấu chưa từng có trong lịch sử giải đấu 12 năm. Hai đội lên sàn đấu vào lúc 15 giờ, nhưng phải đến hơn 22 giờ theo giờ địa phương, DK mới được công nhận giành chiến thắng. Hơn 7 tiếng chờ đợi sau 8 lần tạm dừng vì sự cố bị tấn công DDoS đã khiến cho trận đấu bị kéo dài vượt xa dự kiến. Để rồi ban tổ chức buộc phải dời loạt BO3 giữa Brian và Quantum Freak sang ngày hôm sau để tránh hai đội tiếp tục rơi vào tình thế khó xử giữa đêm khuya. Sau đó ban tổ chức cho biết họ đã chuẩn bị giao thức mới để chống lại DDoS vài tháng qua tại Hàn Quốc. Nhưng tình hình vẫn rất tiêu cực trong những ngày thi đấu tiếp theo và buộc Riot Games phải tiến hành ghi hình trước rồi phát lại trên các nền tảng streaming hai tuần đấu gần nhất. Điều này có nghĩa là dù không có khán giả tại LOL Park 3 tuần liên tiếp, LCK mùa xuân sẽ thực hiện bước tiếp theo trong nỗ lực chống lại DDoS. Và nếu giải đấu không gặp trục trặc trong tuần này, nhiều khả năng phần còn lại của mùa giải sẽ quay trở lại bình thường. Tổng thư ký LCK Aden Lee đã thông báo trên mạng xã hội hôm 4 tháng 3, LCK đang thực hiện kế hoạch từng bước tiến tới bình thường hóa bằng cách đảm bảo khả năng chống lại các cuộc tấn công DDoS. Có thể có một vài thay đổi tùy thuộc vào tình hình, nhưng về cơ bản, chúng tôi dự định phát sóng trực tiếp mà không có khán giả ở buổi ghi hình trước. Rồi sau đó, giải đấu sẽ chuyển sang giai đoạn bình thường hóa. Ngoài việc khán giả được theo dõi trực tiếp diễn biến chính thức thay vì xem lại, tuần 8 sẽ quay về với khung giờ quen thuộc bắt đầu vào lúc 15 giờ ngày thường và 13 giờ ngày cuối tuần. Bạn có thể đặt lịch theo dõi các cặp đấu đang chú ý trong tuần đấu áp chót của vòng bảng. Tính riêng khuôn khổ LCK trong giai đoạn mùa xuân 2023 đến nay, T1 đã thua Gen.G 7 trận liên tiếp. Nếu tính luôn cả Worlds thì ở mùa giải mà T1 đang qua, họ cũng phải chịu bại trận trước đối thủ rất kỳ rơ. Cuộc đối đầu mới đây là minh chứng rõ nét nhất cho thấy rằng thực sự quá hiểu T1, và bản thân các tuyển thủ T1 có lẽ cũng bị một áp lực tâm lý khi đối đầu với nhà đương kim vô địch LCK. Bởi lẽ trong trận đấu vừa qua, không ai tìm thấy hình ảnh một T1 với chuỗi 12 trận thắng và những cấm chọn khiến chính các fan cứng cũng phải ngỡ ngàng. Chứng kiến T1 thi đấu bết bát, tất nhiên người hâm mộ cũng vô cùng lo lắng và bất an. Đặc biệt trong trận đấu vừa qua ở ván 1, T1 thậm chí bạc nhược tới mức không thể có nổi cho mình một màn hạ gục nào. Gen không chỉ cho thấy sự áp đảo khi được cầm những chất tướng ngang cơ, mà khi cầm kèo đấu yếu hơn thì họ cũng biết cách khắc phục nhược điểm. Bản thân T1 cũng không sử dụng lựa chọn đột biến nào thì lại càng dễ đoán. Sau loạt trận thua liên tục của đội nhà trước Gen thời gian qua, có fan còn nghĩ ra một hạ sách: T1 ơi, hay bây giờ các cậu cần bị bệnh Covid-19 lại một lần nữa để đánh bại Gen.G hay sao? Tôi nghĩ các cậu đã quá cẩn trọng, suy nghĩ quá nhiều, ngừng lại đi và chỉ cần chơi đúng sức của mình thôi. Thực tế chính các fan cũng không mong muốn bất kỳ vấn đề sức khỏe nào xảy ra với T1. Tuy nhiên, cho những ai chưa hiểu thì chung kết LCK mùa xuân 2022, lần cuối cùng T1 vô địch LCK cho đến nay, thì khi đó các tuyển thủ của đội hình này thi nhau đổ bệnh. Ấy vậy mà T1 khi đó lại thi đấu cực kỳ thăng hoa và khiến cho dàn sao của Gen.G lúc đó đều phải câm lặng. Thậm chí một Honor hứng chịu nhiều chỉ trích lúc đó còn shoot down hoàn toàn người đàn anh Peanut, khiến đầu nhỏ không có bất kỳ tác dụng gì xuyên suốt 3 ván đấu. Nhưng tất nhiên, đây chỉ có thể là lời thỉnh cầu trong lúc bí bách của các fan T1. Ở vòng playoff, T1 và Gen.G có thể đụng độ nhau thêm lần nữa trước khi hai đội gặp lại nhau ở trận chung kết tổng. Và chắc chắn không fan T1 nào mong muốn các tuyển thủ gặp bất kỳ vấn đề gì ngoài chuyên môn để ảnh hưởng đến kết quả các trận đấu mang tính quyết định. Sau một thời gian không hoạt động với BCS, Riot mới đây đã bất ngờ thông báo về việc mở lớp học liên minh dành cho cộng đồng game thủ. Theo bài đăng trên trang cá nhân, cựu huấn luyện viên Sài Gòn Buffalo sẽ dạy 8 chuyên đề cung cấp kiến thức cơ bản trong tựa game. Đây là kiến thức tổng quan về cách vận hành game, từ những thông tin có sẵn, từ đó chơi game một cách logic và hiệu quả, Ren chia sẻ. Anh bắt đầu sự nghiệp huấn luyện viên vào năm 2018 khi dẫn dắt phong vụ Buffalo. Tại đây, Ren cùng với đội vô địch VCS hè 2018, VCS xuân 2019 và góp mặt tại vòng bảng Worlds 2018, cũng như có vé tham dự MSI 2019 diễn ra ở Hà Nội. Sau khi kết thúc VCS hè 2019 ở vị trí thứ tư chung cuộc, Ren chia tay Buffalo. Đến VCS hè 2022, Ren trở lại Sài Gòn Buffalo và dẫn dắt lứa trẻ tài năng như BinJ, RT, Taki hay Shogun. Anh giúp Buffalo có được thành công vang dội với thành tích top 6 tại MSI và góp mặt ở vòng khởi động Worlds 2022. Sau mùa giải 2022, Ren thêm một lần rời Buffalo để trở thành thuyền trưởng của SBTC. Ngay trong mùa giải đầu dẫn dắt SE, anh giúp đội tuyển này đạt được vị trí Á quân. Tuy nhiên, với việc có những bất đồng với ban huấn luyện, khiến Ren rời đội ngay sau một mùa giải. Kể từ sau khi rời SBTC, Ren vẫn chưa tham gia bất kỳ đội tuyển nào khác. Anh chủ yếu livestream phân tích các trận đấu và coach có những view có yêu cầu. Mức học phí được đưa ra cho mỗi chuyên đề là 100.000 đồng. Theo đó, dựa theo số người đăng ký mà Ren sẽ sắp xếp tổ chức những buổi học online trong tuần ở các khung giờ khác nhau. Không lâu sau khi Ren thông báo về lớp học này, đã có nhiều ý kiến khác nhau trong cộng đồng. Trong đó, phần lớn người chơi cho rằng những kiến thức nói trên đều có thể tự học một cách dễ dàng trên YouTube
hoặc rút ra từ việc xem stream của những tuyển thủ hàng đầu. Đồng thời, có ý kiến cho rằng việc bỏ số tiền hàng triệu đồng cho những khóa học trên là điều không đáng có. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại cũng có những bình luận cho biết việc có người chuyên môn chỉ dẫn trực tiếp sẽ dễ tiếp thu hơn so với việc tự tìm hiểu. Ngoài ra, Ren cũng tự tin với kinh nghiệm huấn luyện của mình khi chỉ ra rằng đã từng dẫn dắt những Hazmat, Shogun, Taki thành tài với bộ giáo án trên. The Bullet được coi là một trong những xạ thủ thành công nhất lịch sử Liên minh Bắc Mỹ. Bởi ngay cả khi thành tích quốc tế có phần ảm đạm, danh hiệu quốc nội của The Bullet vẫn đủ sức giúp anh mang danh siêu xạ thủ của khu vực này. Bên cạnh đó, anh đã nhiều lần giải nghệ rồi comeback tại sân chơi LCS, nhưng sau khi chia tay Team Solomid vào năm 2020, The Bullet đã không còn góp mặt ở các trận chung kết khu vực này. Dẫu vậy, anh vẫn nhận được khá nhiều sự tin tưởng từ ông chủ của Team Liquid, Liquid 112. Anh thậm chí đã được mời trở lại LCS ngay trước thềm mùa giải 2024. Nhưng theo Double F chia sẻ, anh đã bị quản lý của Team Liquid nhắc chữ và cung cấp hàng loạt thông tin sai lệch. Điều này khiến anh trở thành kẻ phản diện trong mắt nhiều người tại LCS. Mới đây, Double F đã lên tiếng chia sẻ về drama nhắc chữ này. Theo đó, khi được mời trở lại Team Liquid bởi Liquid 112, Double F cho biết nếu muốn anh trở lại thì Team Liquid sẽ phải chiêu mộ chính xác 4 cái tên còn lại theo ý muốn của anh. Một trong số đó là Jojo Pune. Nguyên nhân vì ở thời điểm hiện tại, Double F đang sống khá thoải mái với vai trò streamer và có nguồn thu nhập rất ổn định. Thế nên, nếu muốn anh quay trở lại thi đấu chuyên nghiệp, Liquid ít nhất phải đáp ứng điều kiện về đội hình của Double F. Nhưng thay vì truyền tải thông tin một cách chính xác, quản lý của đội Dodo bất ngờ đưa ra những lời nói sai lệch về Double F. Trong đó, Dodo đã nhắc chữ Double F và trực tiếp sử dụng lời nói để ngăn chặn việc Jojo Pune ký hợp đồng với Team Liquid. Vì nguyên nhân này mà Double F đã bị Jojo Pune và một số tuyển thủ LCS hiểu nhầm kể từ cuối mùa giải 2023. Mãi đến hiện tại thì Double F mới biết và chia sẻ về vụ việc này trên sóng stream. Cũng theo Double Leaf chia sẻ, anh bị Dodo thù hận vì Team Liquid đã không có được kết quả tốt tại LCS xuân 2020 và dừng chân ở top 9. Khi đó Dodo cho rằng Double Leaf đã không thi đấu hết sức, khiến cả đội không đạt thành tích cao. Sau khi Double Leaf lên tiếng, cộng đồng liên minh phương Tây đang tỏ ra khá bất ngờ và lên tiếng chỉ trích quản lý của Team Liquid. Bởi quản lý này đã hạ đội không thể xây dựng một đội hình tiềm năng trong mùa giải 2024.